Rồi nhiều đêm em ngồi suy nghĩ về những phút giây như vẫn còn đây, rồi lại thấy anh về trong mộng, nắm tay em có nào hay. Hay một lần ôm em đừng rời xa em nhé, xin hãy một lần nói anh sẽ luôn cần em. I give you my heart, I give you my soul, baby don't go. And do you know, bao đêm em nhớ và bao đêm em khóc, bao đêm em mơ rồi bao đêm vẫn chờ. I give you my heart, I give you my soul, baby don't go. Nay em về một nơi rất xa, biết con nhớ đến anh không, biết con nhớ đến đôi ta khi xưa đã từng yêu nhau đắm say. Đành lòng nó người vội ra đi, để lại từng giọt sâu hằn mi nơi đây con tim anh đang khô héo sau bao ngày dài. Tình mình còn lại gì không em, tình mình còn được gì không em, khi em ra đi bỏ quên lời hứa để anh gục ngã. Sau bao ngày đợi mong, sau bao ngày chờ em, sau đêm nay chẳng còn gì lưu luyến. Gục ngã khi em đã rời xa, trong anh từng ngày qua, thôi không hy vọng, không chờ em nữa đâu. Nhìn em yêu từ thiên thần, nhìn em yêu từ thiên thần, right here, right now, right now, right now, right now. Nhìn em yêu từ thiên thần. Bao nhiêu bao lâu yêu thương tình em với anh, yêu dấu theo em xa anh, những bước chân em tự do thấp thoáng rằng em trong mơ chỉ là cơn mơ. Anh không thể giữ em, niềm đau trong tim. Oh no no, oh no no, tell me where you are. Oh no no, oh no no, I'm reaching for the stars. Anh đến nơi đây em chỉ muốn bên anh suốt đời, được anh chơi ban mai dọi vào đêm tối xa xăm. Hãy nói em nghe sao em không thể thôi nhớ người, hãy để tình ta cùng hát bài ca. Nhìn em yêu từ thiên thần, da đi da e e o o da o da 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 đi da e e o o da o da 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 đi da e e o o da o da. Hey angel.
quý vị ơi, Ngọc Hân đang ở phía sau hậu trường ngay bên hông sân khấu của Paris by Night 136. Mai Tiến Dũng và Tóc Tiên vừa mới trình bày xong, quý vị có thể thấy đằng sau lưng Ngọc Hân là tất cả những cái đạo cụ sân khấu và dancers đang từ trên sân khấu bước xuống để Ngọc Hân có thể kéo Mai Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng và Tóc Tiên vào bên cạnh Ngọc Hân. Sao trình diễn ra xong rồi cảm giác như thế nào nè? Thở đi rồi trả lời 2, 3 giờ. Rất là hạnh phúc khi được quay lại với đại gia đình Thúy Nga và xin mến chào quý vị rất là nhiều. Mình gửi một lời chúc đến với trung tâm Thúy Nga trong dịp 40th anniversary. Tóc Tiên rất là cảm ơn tình cảm của khán giả dành cho tất cả anh chị em nghệ sĩ cũng như là trung tâm Thúy Nga trong suốt 40 năm vừa qua, và chắc chắn Thúy Nga sẽ là một legacy của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Cho nên Tóc Tiên thương chúc rằng là tất cả chỉ mong rằng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ Thúy Nga Paris by Night và happy birthday Thúy Nga. Bây giờ we have some dancers behind us. Đây, dancers, could you please come up here? I'm gonna count from 1, 2, 3. We're all gonna shout happy birthday to Paris by Night. Are you ready? Yes. 1, 2, 3. Happy birthday!